đội cảnh sát hình sự công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đang điều tra đối tượng Trần Thanh Hảo, sinh năm 1998, trú tại tỉnh Kiên Giang về hành vi trộm cắp tài sản. Trần Thanh Hảo bị bắt quả tang khi đang thực hiện bẻ trộm gương ô tô trên địa bàn quận Cái Răng. Đối tượng khai nhận đã bẻ trộm khoảng 50 cặp gương xe ô tô trên địa bàn quận Cái Răng, quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, rồi mang bán lại với giá vài trăm ngàn đồng một cặp gương cho một cửa hàng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diệp Minh Chí,